Hello, teacher. Hello. You miss me? You miss me? I really, really miss you. I miss you. Ooh. Oh my gosh. It's like more than a week that we are seeing each other. Oh yeah. Gosh. More than a week since Halloween, you know, when I wear that witch hat. Okay, but today it's a very interesting day. 11-11. Mm-hmm. Very nice number. Do you think you can you guys think of the meaning of 11-11? I think there is some kind of spiritual meaning with number. Okay, it's pretty, I think it's a lucky day. Okay. So, how many people are there? 25? Did you guys watch football? Between what? Vietnam and Japan. What is the score? Does anyone know? What is the score? 2-0? Is that it? Nope. Vietnam 0 and Japan? Japan 2? Japan 1. 1. Okay. Do you guys think Vietnam will win? No. No. Too big. Japan is a very competitive team. They are very good. I don't know why. They look like us. Same like figure, appearance. They're in Asia, but they play so much better than us, than Vietnam. Why? Okay. So today is a lucky day. I still hope Vietnam wins, but it's very little chance. Okay. Miss Ken, can I let study until? I don't know. 8:30 a.m. Can what? Can I study until 8:30 a.m.? Yeah, sure. Absolutely. Because today I have You have a test, or do you have to do your homework or something? Because today I have an online class with foreigners. You have another online class at 8:30? Yes. Okay. It's okay. Okay. So today we will still be learning about food. What else? I haven't heard yet. Okay. Wonderful. Giọng này giống bạn giọng của bạn Bảo Khôi quá. Okay, lesson two. Lunch is always at midday. We are studying at night and we are studying about lunch. What does that mean? Okay, so can anyone tell me? What do these words mean? Okay, the first one is... Ô, có ba mấy bạn rồi nè. Okay. Chờ cô để cô mở cái chat. Okay, được rồi. Bạn đầu tiên đi. Sẽ đọc cho cô cái đoạn này nha. Các con thấy nó bị bé quá. Đọc được chứ. Okay, cô cầm bạn đọc cho cô cái đoạn này nha. No, okay, please. Tell me, who wants to read this paragraph? Tell me in the comments, okay? It's a bit small. I'll try to make it bigger. Wait for me. It be bigger. Okay.
Okay. Better? Okay. Okay, Đức An, please. First one. You will be Luigi from Italy. Okay. In the morning, I have cake or food and yogurt. I usually have a glass of milk, but my sister has hot chocolate. I have my main meal of the day, a large cup, generally between 20 and 1 o'clock. That is the first course of pasta with meat sauce. And then we eat for dinner ice cream, but not every day. My favorite is tutti frutti. That means all the food eat in Italian, it tastes wonderful. Okay. Okay. Nice job. I love your accent. Okay. Very nice pronunciation. Okay, is there any new words? Are there any new words? I didn't. Con không nghe rõ bạn An nói đúng không? Ừ, bên đấy có vẻ mạng hơi yếu một chút. Cô vừa tắt mic của tất cả các bạn rồi. Khi nào được cô gọi thì cô sẽ mở mic cho các con nha. Ok, rồi. Ở trong đoạn đầu tiên thì các con có thấy từ nào là từ mới không? Cô nghĩ là đều là những cái từ con biết rồi đúng không? Ok, can anyone list for me all of the food in that paragraph. Okay. Phương, Kenna. Phương, Kenna. Okay, chờ cô tí. Okay, list for me everything. Every food or vegetables or anything in this paragraph about Luigi. Okay. I love cake, fruit, and yogurt. Okay. I usually have a glass of milk. No, just the food. Just the food. Okay. So we have cake, fruit, yogurt. Anything else? Glass of milk. Milk. Yeah. Hot. Hot chocolate. Yes. Anything else? Fish. Pasta. Right. A pasta. Yes. Meat. Meat. Fish. Fish. Ice cream. Here too. And vegetables. Right. Ice cream. Mhm. Anything else? Tutti frutti. Okay, so do you have any favorites in these type of food? Are there any of your favorites? I like yogurt. Okay, you like yogurt. Why? Yes. Why? Why do you like yogurt? Because it is so delicious. Okay, because it's delicious. Do you think it's too sour? Yogurt? I think it's too sour. Do you know what sours mean? Sour là chua ấy không? I think some type of yogurt is too sour. Do you think so? Yes. Okay, but it's still your favorite food, right? Okay, thank you, Phuong. Okay. Okay, please turn off your mic for me. Okay, thank you. Next one. Who wants to be John? John from Slovakia. Linh đá bóng á. Trời ơi, huy trường nhá. Okay, cô muốn ra xem đá bóng lắm. Người ta sẽ học nốt nhá. Okay, Thường, can you read for me this paragraph? Teacher, sometimes I have cereal for breakfast, but it's usually bread and butter with cold. Meat? I don't see. Meat or cheese? Meat or cheese.
I have that with tomatoes and cucumber. To drink, I have fruit tea with sugar. Lunch is the main meal of the day and is on way at midday. Mm-hmm. For the first course, I have soup. I like cabbage soup best, but chicken soup is good too. Mm. For the main course, I have meal with potatoes or rice and maybe some salad. Okay. We don't have a dessert at lunchtime. In the evening, we never have a big meal. We just have a snack. Okay, okay. Có bốn cái từ này mà con đọc vẫn chưa được chuẩn lắm. Bây giờ con đọc lại giúp cô nha. Okay. First one is cereal. Trường đâu rồi? Tắt mic mất rồi. Okay. First one is cereal. Cereal. Okay. Do you know what cereals means? I don't know. Usually eat this for breakfast. Okay, we eat this for breakfast. Cereal. Bạn nào biết cereal là gì không? Nhắn vào chat cho cô xem nào. What does cereals mean in Vietnamese? Con là bạn này. Okay, đúng rồi. Trường nhá. Cereal nghĩa là ngũ cốc nha. Okay, cảm ơn An Khánh, Rubies và... Okay, cảm ơn An Khánh và Rubies. Next one, we have cabbage. Okay, cabbage. 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 Mm-hmm, cabbage. Là cái cái đây không đây là cái này. It is a type of vegetables. Đây là gì thế con? C. Bắp cải. Đúng rồi, cabbage là bắp cải. Okay. Next one we have salad. Salad. Mm-hmm. Salad. Okay, and lastly we have dessert. Dessert. Dessert là món gì? Dessert tastes delicious after meals. What is dessert? Dessert là gì hả? Okay, dessert là món tráng miệng nha. Okay. Rồi, cô Huy Trường, cô cần một bạn kể cho cô những cái đồ ăn ở trong cái đoạn này, văn này nha. bạn nào nhỉ? Bạn nào nhắn tin vào đây cho cô với. Okay, bạn nào? Cô sẽ gọi một bạn nha. Lại Đức An. Tức An chào cô. Ok, bạn Thủy Tiên đi nào. Ok. Hello. Hi. Hey. So can you list for me all of the food in this paragraph? That boy. The third one? Yes. All of the cereal. Mm-hmm. Cereal, milk, sugar, toast, jam, honey. Oh, okay, I know that. Bread. How about bread and butter? Oh. I think it is in the third one. Third one, what? Okay. The one named Arjun. Mm-hmm. You can con cũng kể hết tất cả những cái đồ ăn. Khó ở trong đoạn văn này là ok. Nhưng mà con kể ở cái phần our chén ấy. Uh-huh. Không phải là nơi chén. Bạn này đúng không? Bạn thứ hai đúng không? Yeah, không. Bạn thứ ba ấy. Bạn ba à? Không, yeah. Cô hỏi bạn thứ hai á. Oh my. Vẫn hỏi bạn thứ hai nha. Yeah. Okay, let me... Cold meat, cheese. Uh-huh. Meat, cheese. Tomato, cucumber. Tomatoes, cucumber. Wow, I'm starving. Chicken soup. Fruit tea. Okay. Chicken soup. Oh, yeah. Meat with potato. Okay, meat and potato. Rice. It's all. Okay, that's all. Okay.
It is very cold outside. I need a bowl of chicken soup, hot bowl of chicken soup right now. And I'm still coughing and have a runny nose. So yeah, it's a comfort food for me right now. Okay, thank you. Next one, Arjun from Britain. Okay, we'll come back. Thank you, Tina. Nhắn tin vào trong này cho cô, bạn nào muốn Thanh Thư nha. Thanh Thư đọc giúp cô đoạn này nha. Đoạn cuối cùng nói về bạn Arjun from Britain. Okay. Con ở đấy ông Thư, cô vừa mở mic cho con á. Hello. Cô vừa bỏ mic cho con. Cô vừa bỏ mic cho con ấy. Con sẽ đọc cái đoạn cuối này nha. Cái đoạn thứ 3 này nói về bạn Arjun này này. Ok không? Hello Thư. Cô mở đúng mic của con rồi mà đúng không? Thư ơi, sao con không mở mic? Con chỉ nhắn tin vào trong chat vậy. Ok, để đỡ mất thời gian cô gọi bạn khác nhá. Ok, bạn nào? Bạn Chi à? Phải bạn Chi không? The Chi. Ok, đọc giúp cô cái đoạn cuối này nha. Sao có bạn nào trả lời cô thế? Hello. Các con cần đấy không? Ôi trời ơi. Bạn Emma có đấy không con? Hello. Dạ con đây. Ok. Cuối cùng có một bạn trả lời cô. Ok. Rồi con đọc giúp cô đoạn cuối nha. I always have cereal with milk and cereal for breakfast, but my sister has our honey. We both drink tea. Lunch is at about 12:13. I usually have a sandwich, some crisps, and some chips or water. We have supper in the evening at about 6 o'clock. My favorite is curry and rice. Mom makes a salad of chili and mango to go with it. It's really nice. Okay, thank you, thank you. Very nice. Okay, very good. I love your accent. I love your pronunciations too. Thank you, Emma. Okay. Another one. Tell me, of the food you found in this paragraph of Arjun from Britain. Okay, Colin? Colin là bạn nào thế? Phải bạn mới không? Con còn phải là bạn mới không? Không biết tên thật của con là gì. Ok. You can turn on your mic now, Colin. Finally. Okay. So can you tell me all of the food you find in this paragraph? I find cereal. Cereal? Milk. And sugar. Yeah? And toast. And jam. Yeah. Honey. And a sandwich. I see you first. And sandwich, yes. Juice? How about this? Crisps. Crisps. I don't know. Water? Water. Yeah. Anything else? And, curry and rice. Curry and rice. And mom. Still No. Mom salad. Is a type of food? No, salad. Salad? Chili. Chili? Mango. Okay. And, is that it? Yeah, okay. I think so.
Okay. So what is your favorite food? Is there anything of your favorites in this list? I like chili. You like chili? Yeah, because I never eat it. You like chili, but you never eat it? Yeah, I hear that it's very good. Okay. Yeah, I like spicy food too. Okay. Okay, thank you. Thank you. So what is your full name? What is your full name? My name is Jin Ho Yuan. Jin Ho Yuan, right? Yeah. Okay, thank you. Nhắn tin cho cô vào cái trong chat để cô biết. Để lát cô về cô lục lại chat. Biết tên con là gì á. Con học sinh mới mà. Cô lo gì. Okay, just write it in the chat, okay? Thank you. Okay. So today we learned about food. Okay, so I need you to tell the class and everyone about your favorite food, your favorite dish. And if you can tell everyone about how you can make it, it's better, even much better, okay? So who wants to tell everyone about your favorite food, your favorite dish? Okay? Tell me in the chat. Minh Chí, huh? Okay, gọi luôn nha. Có phải Minh Chí không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Okay, so... Hello. Phải con đấy không? Đâu giờ con đâu ấy? Bạn nào nói thế? Dạ, Minh con Chí. Đây. Có phải là Minh Chí không ạ? Dạ, con đấy. Sao cô? Thế cô gọi nhầm bạn Minh Chí khác à? Ok, được rồi. Cứ cho con là Minh Chí đi. Cô không nhìn thấy con. Được rồi. Ok, so what is your favorite food? What is your favorite dish? My favorite food is fried chicken. Fried chicken? Yeah, you can tell everyone about it. Yeah, I like fried chicken because it is so famous for kids. Mm-hmm. So this is your favorite food? And it's really yummy. Yeah, it's really yummy. Okay, so what happened when you bite into the fried chicken? What is that sound? You have the sound? No. Bite. When you bite into the fried chicken, what happened? Do you hear something? Yeah. Just imagine you bite into this drumstick. What happened? Is it crunchy? Yeah. Mm-hmm. It's crunchy, right? Okay, what happened? But it has so many oily. It's oily? Oh, yeah, because you deep fry it in oil, right? Mm. But what about the taste? Okay, it's oily. But what about the taste? What else can you taste? It is very, very good. Okay. I know it's good. Can you be more specific? Is it sweet or is it salty? Or what is the taste? I think it's a little bland. A little bland? Yeah. Why? I thought it might be on the salty side. I eat Jollibee and it says Jollibee? All right. So Jollibee is your favorite place to eat? No. I don't know. Okay, Jollibee, right? Okay. No. I don't like Jollibee. I like King Burger. Burger King? Burger King. Okay. Right. Burger King. So it is a type of fast food, right? Yeah. And fried burgers and
even fried chicken here, but mostly burgers with beef. Okay, thank you very much. We can find fried chicken in like KFC, Lotteria, and any, I don't know, maybe some place that sells pizza. Okay, thank you, Qi. Okay, thank you so much. Okay, I love your story. Okay, thank you for sharing. Okay, I need another one. What is your favorite dish? Tell me and everyone, okay? Phan Nhật Đăng Minh. Okay. Hello, Minh. So, what is your favorite food? My favorite food is spaghetti. Spaghetti, okay? Or you can say pasta? Spaghetti. Okay, spaghetti. Tell me more. Tell me more. I like the sauce. Tomato sauce. Tomato sauce. Okay. So what are there in the sauce? Can you name me some of the ingredients in the sauce? quiz, It has tomato sauce and some tomatoes, meat. Tomatoes and some minced beef. Thịt bò xay đúng không? Okay, so we have some tomatoes and some beef, maybe some onions. Okay, so how often do you eat pasta or spaghetti? How often? Often. How often do you eat spaghetti? I sometimes. You sometimes eat spaghetti? Okay, so do you think it is good for your health? Should we eat? Should we eat spaghetti too often? Should we eat spaghetti often? Do you think it's good for your health? Is it good for your health, or if you eat too much of it, you will gain weight? Okay, xin chào Huyền Trân và muộn không sao con. Okay. Okay, Rubies, you can leave now. Okay, see you on the next lesson, okay? Bye. Okay. Okay, Minh. Okay, thank you. Thank you for sharing. Thank you, Minh. Có quiz nha các bạn. Trời ơi, để yên cho cô trả, để cô hỏi các bạn nào. Có quiz, yên tâm. Trời ơi. À đấy, hôm trước cô gửi bài tập về nhà cho các con. Cô đã viết rất là chi tiết là mình sẽ điền tên của các con. Điền họ tên của các con thì cô mới biết là bạn nào luôn. Thế mà có bạn điền tên luôn tên của cô. Thế thì cô biết là bạn nào gửi bài hả? Bạn nào điền tên là Lê Trần Thiên Hương? Đây, cô mở cho mà xem. Đây, cô nhận được bài các bạn này. Cho cô không biết bạn Lê Trần Thiên Hương là bạn nào. Đây, có bạn Lê Trần Thiên Hương đây. Trời ơi, bạn Thành An này, Lê Thành An này, Bình Viết Huy Trường này, bạn Bùi Mai Mai được bài cho cô này, bạn Mai Anh Emma này, Lê Ngọc Thảo, bạn Gia Hân này, bạn Reina này, đến lại cũng bạn Lê Trần Thiên Hương nữa, và có bạn Đức An, Lê Minh Hoàng. Đấy, có mỗi bạn mấy bạn đấy nộp bài cho cô thôi. Trong đấy có hai bạn tên là Lê Trần Thiên Hương. Không biết bạn nào luôn. Ok, cô xem điểm xin nhá. Bạn này thì không biết này. Thành An được 6,7 này. Bạn Trường được 7,8. Bạn Lê Ngọc Thảo có vẻ là làm chưa được tốt lắm đúng không con? Được 3,6. Bạn Emma làm rất là tốt, được 9,7 này. Bạn Mai Mai được 7,8. Bạn được A được 10 luôn. Giỏi quá. Trời ơi, 10 trên 10. Ok. Và bạn Lê Trần Thiên Hương nữa. Và bạn Gia Hân được 8,6. Bạn Minh Hoàng được 3,9. Ok. Rồi, những các bạn nào mà điểm mà dưới 5 ấy là cần cố gắng hơn một chút nha. Nhưng mà cảm ơn các con là đã nộp bài cho cô.
Ok, mặc dù hơi ít nhưng mà cũng đã có bạn nộp bài cho cô rồi. Ok, rồi. Bây giờ cô cần một bạn nữa lại nói về cho cô your favorite dish nha. Ok, anything. Làm ở đâu vậy cô? Thủy Tiên à con? Cô up cái bài này ở trên Zalo ấy. Ở trên nhóm Zalo ấy con. Con còn không biết á hả? Chắc là bố mẹ con bị thôi mất cái tin nhắn đấy thôi con ạ. Đấy, các con có thể lát nữa cô gửi lại cũng được. Các con có thể làm cho cô sẽ chữa cho con nha. Ừ, ok. Hoàng Giang hả con? Hoàng Giang viết luôn hả? Con có nói được không? Hoàng Giang nha, cô gọi con nha. What is your favorite? Dạ vâng. My favorite food is apple pie. Bên con có hơi bị ồn gì? Giang nhỉ? Dạ vâng, em vẫn đang học. Ok, con sẽ nói nhanh nha. Phải lắm. Yes, my apple pie. What? I don't think I've tried it before. Okay, tell me. Does it look like this? No. Cô biết rồi, cô biết bánh dứa Đài Loan đúng không? Phải bánh dứa đấy không? Yeah. Phải là cái này không? Ôi, bên con ổn quá, Giang ơi. Cô tạm tắt mic của con đi nhá. Sao em mèo cô nó chán? Để tí nhá. Ui, thấy chưa? Máy của cô này nó làm sao ý? Để cái bánh dứa này nói không lót được. Trời ơi. Rồi, Giang ơi, lát nữa mà chỗ con nó đớt bớt ổn hơn thì cô sẽ gọi lại con nha. Ok, rồi cô cần thì bạn có vẻ là muốn nói lắm rồi. Đây, cô gọi con. Lê Bùi Đức An. Ok. Rồi, được rồi con. Hello teacher. Ok. My favorite is it's a beef friend. It is what? This is it is a chicken fried. What? You're right. My favorite food is chicken fried. And fried chicken? Yeah. Fried chicken. Okay, we say fried chicken, not chicken fries, okay? Okay, fried chicken. And what? And what else? Mommy, okay. So why? Why? I very love the chicken food, fried chicken, because it's very crunchy and very delicious. Sometimes I went to the candy shop, so I can serve all chicken in there. and maybe the traditional food in Vietnam, very delicious. I also eat it in the breakfast. Okay, you often eat mammy for breakfast? Okay, yeah. So the filling is also chicken or what type of filling do you have inside the mammy? I like egg. Egg, yeah. And some pate. Oh, I don't like pate. It's very creamy when you bite into the mammy. You don't like that. Eat a bit? Hello. I'm here. Are you here? Still here. Con không bật mic được. Sao bật mic được? Cô tắt mic cho con rồi. Okay, Đức An, you can continue. Không biết vì sao mạng của bên cô nó cũng hơi có vấn đề, nó chậm quá. Hey, các con nghe thấy cô không? Có chứ nhở? Đức An tắt mic rồi. Ok. Hello. Hello.
Đây, cô đây. In summer, I always like fried chicken and bánh mì. But sometimes I like our traditional Vietnamese food. Yeah. Like beef noodle soup. You know beef? They are very delicious. Mm. Beef? Noodle is very so mean pho? You mean pho? Yeah. Oh, yeah. Very good. Traditional food of Hanoi. Yeah. Yeah, okay. You know, in breakfast or in a lunch or in a dinner, we can eat pho. Mm, yeah, of course. I think we can eat pho any time in the day. It's also suitable. Okay. Okay, thank you, Lan. Do you have anything else to share? That's it? Okay, thank you, Alan. Okay, thank you. Rồi, cô cần một bạn khác. Đâu, bạn nào? Bạn Huyền Trân đúng không? Bạn vào, bạn con vừa mới vào đúng không? Cô gọi con nha. Nguyễn Thị Huyền Trân. You have something to tell everyone about your favorite food? Không là mẹ của cô nó. Cô nghe tiếng ạ. Okay, so what's your favorite food, Chen? Are you there? Okay, you can turn on your mic now. Con không nghe tiếng ạ. Con không nghe thấy tiếng á, con nghe thì cô nói không? Cô có nghe thì con đấy. Không ạ. Con không nghe thì cô, sao con trả lời được cô vậy? Okay. Tại vì con nghe được nó cứ chập chờn. À thế hả? Nghe. Ừ, hôm nay cũng thứ năm đấy. Ok, được rồi, cô biết rồi. Thế thì lát nữa cô gọi lại con nha. Ok. Rồi, bạn Hoàng Giang, bánh dưới Đài Loan đâu nào? Bánh dưới Đài Loan không nữa. Hey, I'm ready to listen to your story. So is this your favorite food? Yes. Mm-hmm. Taste. Okay. How does it taste? It tastes a little bit sweet and a little bit salty. Okay. So how does it feel when you bite into one of these? It's crunchy. Crunchy? Yes. Okay. Crunchy? Yes. I don't think so, but the filling, the pineapple, I think is not crunchy. It is soft and a little bit chewy. Yes, but I feel it's crunchy. Okay, because So have you ever made one of these? No, my mom. Yes, my mom. Your mom made it? Yes. Uh-huh. Okay. So is it taste better? Does it taste better than store-bought? Maybe. Okay. Everything our mom makes is much more delicious. Okay. Okay, so do you have anything else to tell me about this type of food that you like? No. Oh. No. Okay. Thank you. Okay. Được rồi, mấy giờ rồi? Cô sẽ còn class dojo luôn nhỉ? Trước tiên thì cô sẽ chữa cái bài này trước nha. Okay. Có không biết là có đủ thời gian không? Hơi bị dài. Thôi được rồi. Cô nghĩ xem nào. 15 phút cuối chúng ta sẽ làm cái quizzes, không phải class dojo. Bây giờ cô cần một bạn nữa, nói cho cô về your favorite food, được chưa? Ok, Liêu Minh Quân nha. Có vẻ là rất muốn nói rồi, ok. Hello again, remember you. Yeah, remember you too.
Miss me? Yeah, miss you. Okay, miss you too. So, what is your favorite food? For dinner, lunch, or dessert? Mm-hmm. Dinner, lunch, or dessert? I like eggs. I like eggs. Yeah, but it's just an ingredient. I need like a dish. Actually, I like pizza. You like pizza? Oh, yeah. Yeah, of course. Italian food really comforts me. Yeah, bạn nào đang vẽ lên trên này đây? I don't know. Okay, pizza. Tell me, why do you like pizza? And what kind of pizza do you like? The flavor and the toppings when you have on pizza, okay? Yeah, I like pizza because it's very good. And this is the best day I eat pizza on my birthday. And it's very good. Yeah. There's have a sausage up there. Sausage, yes. Yeah. Then some mushrooms. So was there a lot of cheese? A lot of cheese on the pizza. Yeah, cheese. Ah, I like cheese. Yeah. And cheese. It's very you can delicious. What is the word? String? It's stretch. Right, it's stretch. It's cheese is in hot. It's very stretched and it's so delicious when I eat it. Okay, but do you think it will get you fat? No. Oh. Yeah, I eat my best pizza on my birthday. Ooh, when is your birthday? In 4th 11th. Fourth? What? What's the month? What is the month? First in November. In November? And what's the date? Well, let's see. Date? I have birthday in 4th November. 4th? Yeah. Of November? Mùng 4 tháng 11. Yeah. Vừa qua luôn hả? Vừa qua thì là con luôn hả? Yeah. Okay. Happy birthday. Happy belated. Okay. Thank you. Okay, thank you too. Thank you much for sharing. Okay. Các bạn nào muốn nói nữa không? Các bạn nào muốn nói nữa không? Nếu các con muốn nói thì chắc chắn là cô sẽ cho các con nói rồi, sẽ dành thời gian cho các con rồi. Okay. Bạn nào nhỉ? Call it. Cô gọi con chưa nhỉ? Vậy cô gọi con đọc thôi đúng không? Rồi, cô sẽ cho con cơ hội để nói về món ăn yêu thích của con nhỉ? Ôi, cuối cùng. Cuối cùng. Okay, so what is your favorite food? My favorite food is burritos. Burrito? Yes. Okay, how do you say burrito? Okay. Yes. What kind of cuisine is that? What is it? Yes. Where is it from? Yeah, from Mexican. Yeah, you're from Mexico. Okay, it is a Mexican food. Okay? So? Yeah. But I don't think it's very popular in Vietnam. So why do you like it? Look at healthy that all meat don't have salad or any vegetable in there. All meat. Okay, so we have meat. But I think there is corn. Corn in the burrito, do you think so? I never choose any burrito have anything in that. Just meat. Okay. What's your favorite flavor? What do you have inside the burrito? We have meat. Mm-hmm. Cheese. Yeah. And meat. Meat, cheese, and meat. Okay. Yeah. Anything else? Cô không thể mở cái ảnh này lên được ý. Sao ý? And more meat. Đấy quá. And more meat. So yeah. You like meat very much? Yeah, I love it. That burrito is yummy. Oh.
Yummy. Okay. But do you eat burrito in a restaurant or do you made it at home? I eat burrito at restaurant. Okay, in a restaurant. Can I ask you the name of the restaurant? Maybe I can try it sometime. Oh God, I forgot it. But you're in Hanoi, right? No, I in Viet. I know, I in Thành phố Hồ Chí Minh. Oh, right. I don't know if there is any like good burrito restaurant in Hanoi. Okay. I hope you can help me, but you're in Ho Chi Minh City, so woohoo, no chance. Okay, thank you. Okay, burrito. Đã bạn nào ăn cái món này chưa? Cô ăn bao giờ chưa nhỉ? Cô nhớ lại xem nào, hình như là cô đã ăn rồi. Nhưng mà nó có vẻ, cô không biết là hôm đấy cô ăn có đúng không, nhưng mà nó có vẻ hơi khô so với cô. Okay, a little too dry for me. But if there is cheese or some kind of sauce, I think it will taste much better. Okay. Burrito, món này rất là nổi tiếng ở Mexico nha. Okay, đấy, mạng của cô nó chậm sao ý. Bây giờ cô nhấn vào ảnh nó mới ra này. Đấy, không biết là trong này nhân cái gì đây. Có mở được ảnh này to ra không nhỉ? Oh my gosh, what is this? Okay, so we have rice and meat. And I think some kind of salad like avocado inside this burrito. Okay. Okay. So we can have any type of filling in this type of food. Okay. Thôi, cô nghĩ là chúng ta đến giờ làm quiz rồi đấy. Rồi cô sẽ mở nha. Mong là cái mạng hôm nay nó không bị quá chậm. Để con có thể làm được. Mong, fingers crossed. Cô sẽ gửi cho các con cái đường link này vào chat nha. Lúc nữa bạn nào mà muốn nói nữa thì cứ bảo cô sẽ cho cơ hội để nói. Ok. Nếu như các con không thể vào được đường link thì con có thể vào trên điện thoại thông qua cái đường link là joinmyquiz.com. Enter the code. Okay. Đấy. Cô cần một bát súp gà ngay bây giờ. Comfort food. 15 bạn đã ở trong lớp rồi, đã ở trong cái quiz này rồi. Chúng ta vào tiếp nha. Bạn nào mà chưa vào được nhóm Zalo thì cô thấy là thầy Vương hình như vừa để cái link đó ở trong chat. Các con có thể mượn máy của bố mẹ. Nhấn vào đó. Hoặc là copy đường link thế nào ấy. Đấy, về máy của mình là được nha. Thầy Vương có thể gửi lại cho các bạn. Ok, 23 bạn. Đấy, đây rồi. Trong khi đợi các con vào, cô sẽ xem tỷ số của trận Việt Nam-Nhật Bản. Các con đoán đi. Con đoán, cô không biết các con có nghe bố mẹ nói chuyện hay là xem TV không, nhưng cô không biết là cô sót rồi. Cô thấy là ngoài kia cũng ổn lắm nhưng cô không biết tỷ số là gì. Nào đoán đi, các con nhắn trong chat đi. So what do you think is the score between Vietnam and Japan? 1-0 á con. Bạn nào Đức An bảo là 1-0 à? 1-0 thôi á. Really? Ok, cô enter tìm luôn. Hết chưa nhở? Ok, xem nào. Livestream. Chả nhẽ giờ cô lại bật livestream cho các con xem. 1-0 thôi á. Result. Đến đâu nhở? Một không Nhật Bản à? Thôi, cô nghĩ thế là Việt Nam cũng tốt lắm rồi, đúng không? Mà đã full time chưa nhở? Đã full time chưa? Hết giờ chưa các con? 88 phút. Chưa hết giờ. Nhưng mà cô cũng mong cái tỷ số này là tỷ số tối thiểu thôi. Chứ nếu mà thua đậm quá thì cũng hơi buồn, đúng không? Ok.
30 bạn đã trong lớp trong một cái quiz này của cô rồi thì cô sẽ mở nha. Các con phải hết nha. Có 40 bạn trong lớp cơ mà sao có 30 bạn vào quiz của cô là sao? Tội Việt Nam quá, chưa hết cô ơi. Cô nghĩ là cái trận hôm nay mà kể cả có thua hay thắng thì cô nghĩ là mọi người vẫn sẽ thấy là đội Việt Nam rất là cố gắng rồi đúng không? Có khi là tối nay mọi người lại đổ ra đường ấy chứ. Bởi vì Việt Nam là một cái đội rất là giỏi mà đã từng vào World Cup rồi mà. Nên là mình mà đá được 1-0 là cũng rất là tốt rồi. Ok, thì cô sẽ start quiz này luôn nha. À nhá, ok. Are we chilling right now? Nghe rất là lo-fi. Okay. Nice job. To keep the streak so you can get the chance to be on top. Nào chưa vào được, cô gửi lại link vào đây nha. Có thể kịp vào nha. Oh no. Mạng có vấn đề hay sao ấy? Có đang chơi được không? Cô sẽ phát wifi để cho đỡ bị nha. Giỏi thế. 15/15 luôn. Wow. Ok. Tiếp theo chúng ta có bạn Hoàng Giang vẫn đang ở xếp ở nhìn thứ hai, nhưng mà nếu có một bạn nào đấy giữ được streak và trả lời nhiều hơn bạn Giang một câu thì có thể là bạn ấy sẽ bị xuống và con và nó sẽ được lên thứ hai đấy. Ok, lên. Minh Thí ơi, làm nốt nào. Bạn nào tên là Squid Game, cô chưa xem Squid Game, biết có hay không? Wow, 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 wow. Sao hả con Tina ơi? Con làm xong rồi, nó bảo là chưa xong. Con không. Ca này khó ấy con ạ. Thì con làm nốt đi, nếu con chưa xong thì con làm hết. Để cô xem con ở đâu rồi. Đây nè, con vẫn còn một câu chưa làm đúng không ạ, Thủy Tiên? Có thể là mạng con nó yếu ấy, nó chưa update được ấy. Wow. Con làm hết rồi mà. Mà nó vẫn để là con chưa làm một câu. Trời ơi. Con thử lốt lại trang để xem. Ok.
Okay. Yeah boy. Bạn Kim Du rồi, bạn nào cho cô biết tên thật của con được. Yeah boy. Con không thể vào được. Trời ơi. Con vào bằng bằng thiết bị gì thế? Máy tính hay điện thoại? Hả Quân? Okay, không biết là bạn Giang sẽ đứng đấy đấy. Rồi, sao rồi? Okay, cô sẽ dừng cái trò này ở đây nha. Việt Nam thua, cô biết rồi. Con vào máy tính á, Quân vào máy tính đúng không con? Thì con sẽ vào bằng cái quiz, bằng cái đường link này. Con nhấn vào xong con đăng nhập. Con đã vào được. Ok. Rồi chắc là cô sẽ phải hẹn bạn Quân buổi sau sẽ cho con làm lại quiz thôi. Bây giờ cô sẽ phải dừng quiz nha các bạn. Này, cái nhạc này nó chill quá con. Nó rất là phù hợp với cái thời tiết này. I'll end this here. Okay. Rồi, tôi phải chúc mừng bạn Kim Du. Đúng 15 câu. Lại còn đúng liên tiếp. Ok, very good. Rồi, cô sẽ xem cái bảng tổng sắp này nha. Kim Du này, Phạm Hoàng Giang, thứ hai. Tina, ấy, mặc dù là máy tính con là chưa làm một câu, nhưng mà cô thấy là con cũng đứng thứ ba là rất là tốt rồi. Ok, Emma Minh Chí, chúc mừng con, Minh Anh, PH là bạn nào không biết nha. Quyên, Lê Ngọc Ánh và Colin, ok, new boy in class. Ui, bạn Đức An, phí quá. Thế hạng nữa thôi là trong top 10 rồi, ok. Chúng ta sẽ cố gắng lần sau nha. Rồi, cô sẽ đi qua cái câu này. À, Thủy Tiên, làm hộ cô câu đầu tiên nào. Ok. Bạn đi nhanh nhé. Nói giúp cô, đọc giúp cô câu này. My sister always cooks horrible food. We cannot tell her as it will hurt her feelings. Nghe câu này nó hơi buồn nhỉ. Chị của tôi nấu thức ăn horrible, không được ngon lắm đúng không? Tôi không thể nói vì sẽ làm tổn thương cảm xúc của em. Oh my god. But for me, if I were this sister, I would prefer a truth. The truth, not a lie. Okay. Yeah. For the truth. Okay, thank you, Tina. Okay, next one. Bạn nào nói giúp cô ấy? Bạn Thanh Thư. Đọc giúp cô câu này. Cô hide answer đi à không? Không cần hide. Cô chỉ cần con đọc giúp cô thôi. Okay, Thanh Thư có đấy không con? Hôm nay cô gọi con mà cũng không được á. À. Alo Thư ơi. Thế rồi, không thấy bạn Thư đâu cả. Bạn Lê Ngọc Ánh hộ cô câu này với. Bạn Lucky à? Ok. Timmy and Tommy had vanilla ice cream. Vanilla ice cream as dessert after they dined in at a fancy restaurant. Ok, right. Câu này nghĩa là gì hả con? Như con lại tắt đi. Timmy và Tommy đã có một cây kem vani. Cái từ hát ở đây mình không dịch là có, mình dịch là ăn nha. Ok, Timmy và Tommy đã ăn cái kem vani để dành cho món. Để dành cho bữa tráng miệng. Sau khi họ đã ăn xong tại một nhà hàng fancy là gì? Nhà hàng sang trọng. Ok, fancy là sang trọng. Ok, thank you Ngọc Ánh, thank you Lucky. Bạn Dũng đâu rồi? Bạn Dũng là bạn nào? Có thể nói, đọc giúp cô câu 3 được không? Cô sẽ gọi lần lượt trên dưới đấy nhá. Dũng ơi, is bread. Em thưa cô là as they were not really hungry, the girls only ate bread with chocolate spread. Okay, as they were not really hungry, the girls only ate bread with chocolate spread.
nghe câu này rất là vần đúng không? Ok, bread and spread. Ok, rồi câu này nghĩa là gì hả con? Dũng ơi. Không biết. Không biết hả? I don't know. Con học lớp mấy? What class are you in? I'm class 4. Ok, con học lớp 4 hả? Ok, thank you. Thì cô sẽ dịch cho con nha. Bởi vì là họ không quá là đói nên là các cô gái này chỉ ăn bánh mì kèm với sốt sô-cô-la ở trên thôi. Ok, rồi cô cảm ơn con. Next one, we have Đào Khánh Linh giúp cô câu tiếp theo là câu số 4. Ok. Chúng ta nhanh nha. Khánh Linh. Thế cô là you must peel the pineapple skin before you eat. Eat it. Okay. Rồi, thì mình không đọc lại. Eat it. Ok, you must peel the pineapple skin before you eat it. Bạn phải gọt vỏ quả gì nhỉ? Quả dứa trước khi mà bạn ăn đúng không? Mình không thể ăn vỏ dứa đâu, rất là cứng. Ok, cảm ơn Khánh Linh. Next one, sau bạn Khánh Linh là bạn Minh Anh. Minh Anh 04. Ok, có đọc cái câu này với. To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly. Okay, cái từ này mình sẽ đọc là cooked. Âm ed mình sẽ đọc là âm chữ t con ạ. Là cooked. To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly. Để mà có một món curry được nấu hoàn hảo thì bạn phải đảo cái nước sốt thật là đều tay. Ok, thank you, Hành Linh. Next one, Hoàng Anh Tuấn. Con có đấy không con? Hoàng Anh Tuấn, 39, số 39. Chắc là số thứ tự trên lớp của con đúng không? Con có đấy không? Đọc giúp con câu này với. Con có. Ok. Tên này cậu không biết đọc, đây là tên riêng. Amir, maybe? Con đọc thôi. Ok. Mở mic lại con nha. Đọc câu này đúng không cô? Đúng rồi con. Amir used a sharp knife to chop the onion. Ok, Amir uses a sharp knife to chop the onions. Ok, bạn này làm gì con nhỉ? Con lại tắt mic rồi. Bạn này làm cái gì á? Bạn Amir này bạn ý làm gì? Nói giúp cô nghĩa ở câu này được không? Đâu rồi? Hoàng Anh Tuấn. Ok, để cô giúp con. Bạn này, bạn ấy dùng một cái con dao rất là sắc để có thể băm hành tây. Ok, ôi ôi. Cô đói quá, cô chưa ăn tối rồi con ạ. Ok, câu số 7. Bạn Trần Minh Dung giúp cô câu số 7 nha. Yeah. Okay, can you read this one for me? People nowadays you rush to store food. People nowadays use fridge. Okay, people nowadays use fridge to store food so it will last longer. Okay, chúng ta sẽ dùng tủ lạnh để mà có thể dự trữ thức ăn và sẽ lưu được lại lâu hơn đúng không? Okay, cô cảm ơn con. Next one, number 8. Bạn Bảo Quyên. Đấy, cô thấy là gọi từ trên xuống có vẻ dễ hơn. Bảo Quyên đâu rồi, con có đấy không? Yeah. Okay, can you read this one for me? It was a perfect day to have a barbecue. Yeah. Lindsay. Con sẽ đọc tên bạn này. Lindsay helped her mother to grill the chicken. Okay, so what does it mean? What does it mean, grill? What does grill mean? You know? Grill là gì nhỉ? Grill là nướng nha. Ok. Yeah. Hưu mà, đồ nướng mà, đúng không? Ok, bạn Lindsay, bạn đã giúp mẹ của bạn ý nướng gà. Wow.
Okay. I think it will taste very good. Okay. Next one. Thank you, Bảo Quyên. Bùi Mai Mai nào. Bây giờ cô mới gọi con này. Mai Mai ơi, con có đó không? Hello. Mai Mai, con đâu rồi? Đâu rồi? Cô đang gọi từ trên xuống. Ok, cô gọi tiếp bạn Conan. Con còn đấy không? Bạn nào đang nói? Conan đúng không? Ok, con nào giúp cô câu 9 được không? Bạn tắt mic rồi. Bạn Edward Newgate xem nào. Hello. Edward nghe rất giống tên của cái phim tên của nhân vật Macaron trong phim gì nhỉ? Quên mất rồi. Ok, Edward, trời, không có bạn nào trả lời cô hữu nghĩa vậy. Nhanh nhất các con nhá. Chúng ta cũng quá giờ rồi. Trời ơi, không có bạn nào trả lời cô cả. Hữu nghĩa con cả đấy không? Đang gọi xuống cuối thì không có bạn nào trả lời cô luôn. Lê Bùi Phương Anh. Lê Bùi Phương Anh. Con có đấy không? Bạn nào vừa mở mic ra? Trời ơi. Liêu Minh Quân lúc nào? Trời ơi. Rồi, Quân ơi. Đây rồi ạ. Ok. Ok, rồi. Helen took a big bite of the burger. Helen. Okay, Helen took a big bite of the burger. Helen đã cắn một miếng rất to vào cái miếng bánh burger. Ok, cảm ơn con. Con làm giúp cô câu 10 luôn nào. Bạn Quân. Con có vẫn bật mic đúng không? Vâng ạ. Ừ, câu 10 luôn. My father prepared his favorite salad and put in a big bowl. Okay, my father prepared his favorite salad and put it in a big bowl. Okay. Ôi, cô cảm ơn Quân. Cô cảm ơn con. Bạn là Đăng Minh giúp cô với. Câu số 11. Gọi bạn Kim Du. Đâu rồi? Phan Nhật Đăng Minh. Ơi, không có bạn trả lời cô. Bạn Kim Du. Sao cô không bật được mic của con nhỉ? Không biết vì sao. Ok, có bạn nào muốn trả lời cô không thế? Cô kéo xuống cuối rồi. Ok, bạn Quỳnh Ngọc. Câu 11 giúp cô với. Okay, number 11. She was so hungry. She could eat 4 plates of noodles. Ôi quá đói đến mức cô có thể ăn 4 cái đĩa mì. Okay, rồi bạn Bùi Mai Mai mới cô gọi mà chưa trả lời cô nhá. Cô gọi lại này. Câu số 12. Mở mic rồi, nhưng cô chưa nghe thì con nói. That means ask her sister to boil the water before putting in the spaghetti. Okay, yeah. You have to boil the water before putting in the spaghetti. Okay, thank you, Mai Mai. Các câu cuối cô sẽ giúp các con. Okay, we must chew our food before swallowing it. Of course, chúng ta phải nhai trước khi chúng ta nuốt. Next one. They mix the ingredients together in a big pan before cooking it. Okay, câu này các bạn trả lời rất là đúng nè, rất là chuẩn. Okay, phải trộn. Mix nghĩa là trộn, phải trộn các nguyên liệu trước khi mà chúng ta nấu. And last one. Lima pours the apple juice in a jug before serving it to her guest. Con có biết jug là cái gì không? Con không biết là cái này nó có phổ biến ở Việt Nam nhỉ? Jug là cái bình. Đấy, như cái này này.
Chắc là nhà các bạn nào cũng có đúng không? Đấy, đây là cái jug nha. Hình dạng nó như thế này, chúng ta sẽ gọi là cái jug. Ok. Đó, ok rồi. 9 giờ 10 phút rồi. Cảm ơn các con đã tham gia buổi ngày hôm nay. Cô có vẻ nó hơi bị lấn giờ một tí nha. Ok, nếu các bạn nào mà chưa làm xong bài tập về nhà đã, con hãy làm nốt rồi chúng ta sẽ đi ngủ sớm nha. Ok. Mở mic cho con như thế nào nữa, cũng quên mất rồi. Ok. Rồi. Ui, các con đừng xem màn hình nữa. Thầy Vương ơi, sao các bạn được xem màn hình nhỉ? Ok. Good. Bye. See you on Sunday and remember to do your homework. Ok. Goodbye. Các con không xem màn hình nữa. Trời ơi. Bye. Nice talking to you today. Okay? Goodbye, goodbye. Good night. Rồi, bài tập của bạn nào đây? Rồi, đất ơi. Bye. Okay, thầy Vương tắt giúp cô nha.